Chào các bạn. Hôm nay mình sẽ thử thách đứa cháu Hải ăn hết dĩa mì siêu cay và hai muỗng ớt cay. Nếu mà ăn hết, mình sẽ thưởng cho cháu Hải 500 ngàn. Và các bạn cùng đón xem nha. Chào cả nhà. Giờ mình trộn mì nha. Hôm nay mình sẽ ăn mì cay. Đây là ớt nha, ớt điểm cao cấp nha các bạn. Hôm nay là buổi sáng mình đã khách hết mình ăn mì trộn hai muỗng sốt với khô 500 g, 500 g là cũng như sáng mình ăn đã có gì nữa ăn rồi, sẽ lấy 500 g làm đã lên nha. Nhà ăn mì trộn siêu cay của mình. Mời cả nhà. Yeah.
mình được hưởng chai nước nữa. Tâm ăn hết cho nó nhà, mình sẽ hoàn thành chuyến này nha. Xin lỗi anh Thanh Kè, cả nhà thấy vui cho mình xin một lượt đăng ký, một lượt chia sẻ, bấm like cho mình nha cả nhà.